Hello, xin chào toàn thể anh em đã quay trở lại video của Hoài Bãi nha. Hôm nay thì Hoài Bãi lại có cho anh em một cái cục động cơ máy phát cỏ này cho anh em. Cái này thì anh em có thể gắn qua đầu xịt thuốc vô tư nha. Đó, có côn đầy đủ cho anh em nhé. Tùm rồi, anh em có thể tháo lắp qua đầu xịt thuốc. Đúng là ok luôn. Đó, giá hạt rẻ cho anh em luôn. Thì con này thì Hoàng bán cho anh em với giá là 600 ngàn. Đó, bao ship tận nhà cho anh em nhé. Không có tặng kèm được phụ kiện gì hết nhé. Đó, chỉ tặng cho em bộ côn mới theo máy nữa thôi. Đó, quá rẻ. Anh em gắn lại đầu xịt thuốc hoặc là về anh em độ chế lên xe đạp hay là làm chung là các việc được luôn. Đó, giá hạt rẻ, đồ phụ tùng thay thế dễ đồ nha. Rồi Hoàng test nổ cho anh em nghe tiếng máy con này phát nha. Đó, máy thì đang nổ ngon lành hết rồi. Máy thì cực êm luôn, không có gì để chê nhá, rễ nổ. Đó, con này nòng 34 ly nha bác nhá, 26cc. Đó, xài chế đời mới rồi. Nói chung là con này nó là máy đời mới anh em, thay thế đồ rất là dễ nha. Đó, rất ok, giá chỉ 600 ngàn, bao ship tận nhà cho anh em luôn. Đó, anh em nào chốt thì liên hệ qua số điện thoại 0345 0593 99 giúp Hoàng nha. Đó, anh em về gắn lên xe đạp này, độ chế lên máy xịt thuốc này. Đó, thì nó chỉ gắn một cái tum vặn bốn ốc xịt thuốc và là xài thôi, không có gì về độ chế nữa nhá. Đó, anh em nào nhà đang hư cục máy, cần mua cục máy thì chốt con này nhá, giá quá rẻ cho anh em luôn, có mấy trăm một cục, đang nổ ngon lành hết nhá, hơi căng đét. Rồi Hoàng xin cảm ơn tất cả anh em nhá. Anh em nhớ đăng ký kênh và thông báo để xem những video mới nhất của Hoài Bãi nhá.